Ôi, hello các anh chị, lại là tôi đây, Lâm Duy Tùng đây. Thì hôm nay tôi chia sẻ cho anh chị một chủ đề mà tôi nghĩ rất quan trọng vì sắp bước qua cái tháng 6 và tháng 7 âm lịch rồi, đúng không ạ? Thì như các anh chị cũng biết rằng cái tháng 7 âm lịch ấy, đó, cái tháng 7 âm lịch thì chúng ta đều biết rằng đó là cái tháng cô hồn, đúng không ạ? Và ông bà ta đều bảo rằng là cái tháng này là cái tháng rất là xấu, đúng không? Có rất nhiều chuyện xảy ra trong tháng này là cái tháng cô hồn dạ quỷ đồ nó được thả về, đúng không ạ? Và nếu như không cẩn thận thì sẽ bị cô dạ quỷ nó quậy phá, nó bắt đi, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Cho nên là tháng này là ông bà ta bảo là phải kiên, đúng không ạ? Kiên cữ, không ra ngoài đường, không làm những cái chuyện tốt, ví dụ như là cưới hỏi, xây nhà rồi vân vân và vân vân, đúng không ạ? À, như vậy thì thực tế thì cái tháng 7 này nó có thật sự là tháng xấu hay không? Nó kể cho anh chị em một câu chuyện như thế này này. Đó là vào cái vào cách đây khoảng độ tầm 1.000 năm ấy, đúng không ạ? Thì Trung Nguyên Chương, tôi không nhớ là bao nhiêu năm, nhưng mà đại loại là vào đời của Trung Nguyên Chương ấy, đúng không ạ? Sáng lập nhà Minh ấy. Thì ông ta là một cái người rất là am hiểu về, biết về những cái phong thủy vân vân ấy. Thì ông ta mới biết rằng cái tháng 7 là một cái tháng, à các anh chị lưu ý này, đây là điều vô cùng quan trọng này. Đó là cái tháng 7 là một tháng rất là tốt, đúng không? Tháng 7 là tháng rất là tốt. À, nếu mà các anh chị nào biết về lục nhâm đại độn ấy, thì các anh chị có thể biết là tháng 7 nó rơi vào tháng Đại An, đúng không? Tháng 7 là tháng rất là tốt, đúng không? Đấy, cho nên Trung Nguyên Chương mới quyết định là giữ cái tháng 7 này lại, giữ cái tháng 7 này lại, không cho mọi người biết rằng cái tháng này là tháng tốt, và mặc định nó là tháng xấu để làm gì ạ? Để tránh cho những cái cuộc khởi nghĩa hay là những cái gia đình mà sinh con sinh cái vào tháng này vân vân ấy, thì có thể gọi là tạo ra cái sự phản nghịch ấy, đúng không ạ? Cho nên Trung Nguyên Chương quyết định là truyền bá ra bên ngoài là tháng 7 là tháng cô hồn này. Đấy, là cái tháng cực kỳ xấu này, còn là cái tháng này là không được làm như thế này, không được làm cái kia này, vân vân và vân vân. Từ đó về sau ấy, đúng không ạ? Nó lan truyền đi khắp nơi, và đặc biệt ở sách vở Việt Nam mình ấy, đúng không ạ? Là từ Trung Quốc truyền qua. Sách vở Việt Nam mình là từ Trung Quốc truyền qua, và sách vở của Trung Quốc ấy nó luôn luôn tìm cách đầu độc Việt Nam mình, đúng không ạ? Thì 10 phần ấy, 10 phần thì nó sẽ sửa đi một hoặc hai phần, thì nó không sửa hết, đúng không ạ? Nhưng mà nó sửa một hai phần thì dẫn đến toàn bộ kiến thức nó sẽ bị sai. Tôi bằng chứng ở đây, tôi đưa ra cho các anh chị cái bằng chứng rất là quan trọng về cái việc tháng 7 là tháng cực kỳ tốt như sau. Nếu anh chị nào mà theo đạo Phật ấy, hay ít nhất không cần theo đạo Phật, thì tôi nghĩ rằng các anh chị cũng biết về cái bộ kinh Vu Lan, đúng không ạ? Kinh Vu Lan, đúng không ạ? Vu Lan báo hiếu ấy, đúng không ạ? Chuyện kể về ngày Mục Kiền Liên ấy, là có một người mẹ rất là độc ác. Thì người mẹ này sau khi chết xuống, chết đi thì bị đọa vào địa ngục. Thì ngày Mục Kiền Liên sau khi chứng đắc thần thông ấy, Ngài Mục Kiền Liên sau khi chứng đắc được thần thông ấy, thì mới dùng cái thần thông mình quan sát thử xem mẹ mình thắc sinh vào cõi nào, đúng không? Thì thấy mẹ mình đang bị chịu khổ dưới cảnh giới địa ngục ấy, thì ngài mới thị hiện cái thân ảnh này xuống, đúng không? Và ngài biến ra một bát cơm, đúng không? Và mài dâng cúng cho mẹ của mình để cho mẹ mình có thể ăn cho đỡ đói, đúng không? Thì khi mà bà Thanh Đề ấy, mẹ của ngài là bà Thanh Đề ấy, thì bà cầm cái bát cơm như thế này, bà ăn như thế này này đấy, thì bắt đầu chúng quỷ xung quanh thấy bát cơm đều là quỷ đói cả mà, thì thấy bát cơm như vậy thì chạy tới giành ăn, đúng không? Thì bà lấy tay bà khởi cái tâm niệm tham của bà lên, đúng không? Khởi cái tâm niệm tham lam bà lên, bà lấy tay bà che cái bát cơm lại như thế này, tức là không cho những con quỷ khác ăn, chỉ có mình được ăn đấy, đúng không? Thì ngay lập tức cái bát cơm này đưa vào trong miệng thì nó hóa lửa, đúng không? Đưa vào trong miệng thì nó hóa lửa, không ăn được đấy. Thì ngài Mục Kiền Liên rất là đau xót như thế, thấy cảnh thế thì rất là đau xót, cho nên là ngài thị hiện về cõi cõi này, mà bắt đầu ngài tới ngài viếng Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật ấy, đúng không? Và hỏi Đức Phật là không biết là bây giờ con tu đắc đạo như thế mà tại sao con không thể cứu được mẹ của mình. Thì Đức Thế Tôn mới bảo rằng là nếu như cái thần thông của ông ấy có thể di chuyển được cả núi Tu Di, núi Tu Di ở đấy các anh chị sẽ hiểu là cái vũ trụ rồi này, đúng không? Có thể di chuyển được cái núi Tu Di đi chăng nữa đấy, thì cũng không thể thay đổi cái nghiệp lực của mẹ mình đấy. Vậy thì chỉ có một cách duy nhất để có thể cứu được mẹ của ông, đó là vào cái tháng 7 âm lịch, đúng không? Vào cái tháng 7 âm lịch thì đây là cái tháng mà chư thánh hội tụ, đúng không? Và tháng này là tháng cực kỳ tốt, tháng này tháng rất tốt, chư thánh hội tụ đấy. Thì các anh chị biết rằng vào cái thời xưa rất nhiều những vị ẩn sĩ, các vị ở trên núi, các vị tu ấy, đúng không? À, các vị tu về duyên giác này, độc giác này, đấy, tu a la hán này, đấy, vân vân, tu thanh văn này, vân vân đấy. Thì các ngài ở trên núi, các ngài tu như vậy, thì vào cái tháng 7 ấy, vào cái tháng 7 ấy, đó, sau khi ký hạ thì bắt đầu các ngài xuống núi để các ngài đi hóa duyên, đúng không ạ? Thì cái tháng này là tháng cực kỳ tốt, chư Phật mười phương hoan hỷ, đúng không ạ? Thì ông phải nương vào, dựa vào cái tháng này này rồi cúng dường cho chư Phật mười phương, đem cái công đức đấy hồi hướng về cho mẹ của mình, thì mẹ của ông mới có thể nương theo công thức đó, nương theo công đức đó mà có thể siêu thoát được, đúng không ạ? Thì ngài Mục Kiền Liên làm theo như thế, và cuối cùng thì mẹ của ngài có thể bị sự mẹ của ngài cuối cùng được siêu thoát lên trên cõi trời, đúng không ạ?
Đấy, thì từ đó mới lập ra cái lệ là vào tháng 7 á, là cái tháng mà cúng cô hồn. Thì ở đây không phải là tháng 7 là cái tháng mà được Diêm Vương thả cô hồn về đúng không ạ? Chả có tháng nào mà Diêm Vương thả cô hồn về cả, mà là cái tháng 7 này công đức rất là lớn đúng không ạ? Thì chỉ có thể nương vào cái tháng 7 này. Đấy, nương vào tháng 7 này, đấy, dùng cái công đức mà để cúng dường ấy, đúng không ạ? Tức là làm cái việc thiện vào thời gian này thì cái công đức được nhân lên rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, giống như vào cái tháng 7 mưa thuận gió hòa đúng không ạ? Và bắt đầu cây cối gieo xuống thì nảy nở tốt tươi hơn đấy. Thì nương theo cái công đức của tháng 7 này, đấy, nương theo cái tháng mà chư Phật hoan hỷ này, mười phương chư Phật hoan hỷ, đúng không ạ? Đấy, làm những cái công đức rồi hồi hướng về cho những cái người thân đã mất của mình ấy, thì những người thân đã mất của mình á, nương theo cái công đức đó mà được siêu thoát, đúng không ạ? Chứ không phải là vào cái tháng 7 này là cô hồn dạ quỷ được thả về đâu, không có cái tháng nào được thả hết á, đúng không ạ? Nghiệp lực gieo ra là phải chịu, không có cái tháng nào được thả hết, đúng không ạ? Nhưng mà vào cái tháng 7 này nếu mà làm công đức thay vì nhận được một, thay vì làm một nhận được 10 thì bây giờ làm công đức tháng này thì làm được một nhận được tới 15, 20 chẳng hạn như vậy đó, thì cái công đức nó sẽ được nhiều hơn rất là nhiều so với những cái tháng khác. Thì nương theo cái công đức này này đó để hồi hướng về cho những cái chúng sanh rất là khó có thể siêu thoát được, đúng không? Ở địa ngục nào với súc sanh đó, và họ nương theo công đức đó họ siêu thoát, đúng không? Thì những cái chúng sanh ở cõi đó, đúng không? Cái nghiệp lực họ quá nặng cho nên họ mới bị đọa xuống ba cõi đó, mà bây giờ cái công đức này này nó lớn đến mức có thể siêu độ được họ đó, thì đừng nói là những cái việc khác. Đó, ví dụ những cái việc lực, những cái việc mà mình đã từng gieo trong quá khứ, ví dụ những chuyện xấu ác vân vân hay là gì gì đó vân vân, thì mình cũng có thể nương theo cái công đức này, đúng không? Vào cái tháng 7 này mình làm những việc công đức, những cái việc thiện này và mình sám hối đó, thì mình đều có thể mà có thể tiêu trừ cái nghiệp chướng, đúng không? Đó, đây là cái tháng 7 nó dùng để kết hôn nè, rồi tháng 7 dùng để làm xây nhà cửa vân vân. Nói chung tháng 7 làm được rất nhiều việc nha các anh chị nha. Tóm lại tháng 7 là một tháng rất tốt, đúng không? Nếu anh chị nào còn nghi ngờ hãy tìm hiểu về kênh Vu Lan, đúng không? Tìm hiểu về kênh Vu Lan. Và có một cái điều bí ẩn vô cùng quan trọng, đây có một điều vô cùng đặc biệt mà tôi muốn nhắc nhở các anh chị này. Trước cái tháng 7 là cái tháng 6 âm lịch, đó là cái tháng cực kỳ xấu, đúng không? Đây là cái điều tôi muốn lưu ý cho anh chị, đúng không? Các anh chị thường sẽ đề phòng cái tháng 7, tháng 7 là một tháng rất là xấu, tháng 7 không làm như này và mọi người dồn vào tháng 6 và tháng 8 đúng không ạ? Nhưng các anh chị phải lưu ý rằng cái tháng 6 là cái tháng cực kỳ xấu, đúng không ạ? Trong cái phép luật nhâm á, thì cái tháng 6 này nó rơi vào cái tháng không vong, đúng không ạ? Và tháng này là tháng cực kỳ xấu cho các anh chị. Tránh tình trạng làm những cái việc quan trọng, đúng không ạ? Nó cực kỳ xấu cho các anh chị vào cái tháng 6, đúng không ạ? Tháng 6 âm lịch là tháng cực kỳ xấu nha các anh chị nha. Tháng 6 này á, nếu các anh chị nào mà để ý này, lưu ý nha, cái tháng 6 này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, đúng không ạ? Thì mình hạn chế đi đêm này, đúng không ạ? Đi về đêm là cái thứ nhất này. Cái thứ hai đó là mình hạn chế đi các nơi sông nước này. Đấy, và cái tháng này ấy, là cái tháng 6 này đặc biệt nó kỵ cho những các bạn mà mệnh thủy nha các anh chị nha. Ví dụ là những các bạn 82, 83 này, đúng không ạ? Rồi 8 mấy nữa nhỉ? Hết rồi, 8 hết rồi. 9 là mình có 96, 97 này. Đấy, rồi 2000 thì mình sẽ có 2004, 2005 đúng không ạ? Đấy, tóm lại là những cái tuổi thuộc về mệnh thủy ấy, đúng không ạ? Mình cực kỳ kỵ vào cái tháng 6 này nha các anh chị nha, cái tháng 6 âm lịch này nha, cho nên lưu ý giùm tôi, đúng không ạ? Rồi nếu có thắc mắc gì hãy comment xuống dưới, đúng không ạ? Và tôi sẽ giải đáp trực tiếp cho các anh chị ở ngay cái comment đấy, đó. Và nếu như cảm thấy clip này hay hãy nhớ để lại một comment. Nếu xem hết clip này hãy để lại một comment để tôi biết rằng các chị đã xem hết clip này nhé. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết clip. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở clip tiếp theo.